Nhận thấy tiềm năng từ cây tre lục trúc nên từ năm 2014, anh Lâm Xuân Quang, xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ đã mua gần 300 gốc ở Đài Loan về trồng thử nghiệm. Tuy nhiên ban đầu do chưa có kiến thức nên cây không phát triển. Với quyết tâm thực hiện mô hình, anh đã tìm tòi, đi học hỏi kinh nghiệm. Nhờ đó, anh đã trồng thành công giống cây này, thu hái những lứa măng đầu tiên. Đến nay, anh đã nhân rộng mô hình lên 4 hectare với 4.000 gốc tre. Mỗi hectare cho thu hoạch từ 15 đến 17 tấn măng mỗi năm. Thu nhập trong 6 tháng liên tục khai thác cái củ măng này. Thì hiện tại như hợp tác xã là bao tiêu toàn bộ các sản phẩm trên địa bàn. Ví dụ như những cái hộ dân mà đã mua giống cây của hợp tác xã ở trong xã và trong tỉnh thì hợp tác xã sẽ bao tiêu toàn bộ và tất cả các nhà vườn vệ tinh ở trên toàn khu vực phía Bắc. Măng lục trúc có vị giòn, ngọt mát, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chính vì thế nhu cầu về thị trường loại măng này khá lớn. Từ đó đến năm 2022, anh Quang thành lập hợp tác xã nông sản Vạn Lộc với 12 thành viên, trồng trên 10 hectare tre lục trúc. Hợp tác xã thu mua và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con trên địa bàn và một số địa phương lân cận. Hiện tại là bây giờ đang có xu hướng và năm nay là sẽ đưa ra thị trường toàn bộ những cái sản phẩm chế biến chuyên sâu. Mong muốn được là các cái cấp cơ sở, ban ngành hỗ trợ được những cái nguồn vốn ưu đãi để cho bên hợp tác xã có được những cái động lực để mình phát triển, mở rộng. Mặc dù đây là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên sản xuất vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, chưa hàng hóa lớn, tập trung. Chính vì vậy, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân cho 12 hộ nông dân trong hợp tác xã vay vốn để phát triển tre lục trúc thành hàng hóa lớn của địa phương. Măng lục trúc này thì tiềm năng nó cũng rộng mà có hướng phát triển nhiều, hiệu quả tương đối cao. Cái hướng phát triển thì trước mắt là để 12 hộ này làm để có thành cái mô hình để phát triển thấy hiệu quả thì để tiếp tục tuyên truyền cho bà con là để nhân rộng mô hình này ra để làm về hữu cơ. Tới này là cố gắng làm ô cốp. Cây tre lục trúc được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng của địa phương cho thu nhập ổn định cho người dân. Cùng với đó, việc trồng tre lục trúc như một phương thức đưa các vùng đất vào sử dụng một cách kinh tế. Loại cây này có khả năng tạo sinh khối nhanh, dễ tạo nguồn giống, có khả năng chắn gió, giữ đất cao, phát huy nhanh chóng tác dụng phòng hộ. Vì vậy, đây là mô hình nông lâm kết hợp cần được nhân rộng trong thời gian tới.